Báo Nga choáng váng khi Việt Nam đóng thành công siêu tàu ngang ngửa 3 chiếc Boeing, Việt Nam thật đáng sợ. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, có nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn còn không xem trọng sự phấn đấu nỗ lực của những kỹ sư, những nhà nghiên cứu Việt Nam. Họ vẫn luôn coi Việt Nam như một cái gì đó nhỏ bé trong thế giới kỹ thuật rộng lớn mà không hề biết rằng Việt Nam hiện nay đang tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới về công nghệ cũng như khả năng sáng tạo. Từ quân sự tới các ngành công nghệ và không thể không nhắc tới ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Một trong những ngành mà chúng ta là ông lớn thực sự được các cường quốc xem như đối trọng trong lĩnh vực này. Mới đây, tờ Sputnik của Nga đã đăng tải một bài viết với tiêu đề Người Việt không làm nổi con ốc vít nhưng đóng tàu cao tốc bằng 3 chiếc Boeing. Mạng tin tức BNN thì gọi con tàu Made in Việt Nam này là một tuyệt tác kỹ thuật cho thấy thành tựu nổi bật của ngành hàng hải Việt Nam. Và đánh giá Việt Nam là một thế lực không thể xem thường. Vậy cụ thể, sự việc này như thế nào? Có đúng là Việt Nam đóng được tàu như vậy không? Hay chỉ là tin tức cầu view? Và báo nước ngoài mô tả như thế nào? Tất cả đáp án sẽ có trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, trong bài viết số tháng 3 năm 2024 của hãng tin Sputnik Nga đã cho hay Việt Nam đã chế tạo thành công tàu cao tốc với sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787. Đây là siêu tàu cao tốc Thăng Long, tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Theo giới thiệu trên website của đơn vị đóng tàu nhà máy Z189, tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 khách với chiều dài 77,46m, rộng 11,1m. Trong khi đó, dòng máy bay Boeing 787 mà Vietnam Airlines đang khai thác có chiều dài 63,7m và 274 ghế ngồi. Nếu so sánh với máy bay Airbus A321 dài 44,5m, có 184 chỗ ngồi, thì tàu Thăng Long có sức chứa lớn gấp 5 lần. Siêu tàu cao tốc Thăng Long được hạ thủy vào ngày 6 tháng 5 năm 2022 tại nhà máy đóng tàu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 189 Z189, thành phố Hải Phòng. Thiết kế tàu rất đặc biệt, trông giống như hình dao găm, mũi tàu làm tăng chiều dài đường nước, tăng thêm sự ổn định, trong khi giảm tối đa lắc dọc, điều mà các tàu cao tốc khác loại đều chưa khắc phục được. Tàu được trang bị 3 động cơ hàng hải của Rolls-Royce MTU, nằm trong số những động cơ hàng đầu thế giới với tổng công suất 11.580 mã lực, tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả và thân thiện với môi trường. Thân tàu được chế tạo từ hợp kim nhôm nhập khẩu cao cấp từ Italy, giúp tàu có thể đạt tốc độ tối đa là 30 hải lý một giờ. Kể từ ngày 9 tháng 3 năm nay, tàu Thăng Long đã bắt đầu được khai thác trên tuyến đường biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, một tuyệt tác của Việt Nam. Mạng tin tức BNN có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực vận tải hàng hải khi siêu tàu cao tốc Thăng Long cập cảng Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, thiết lập kỷ nguyên mới cho du lịch hành khách giữa Vũng Tàu và Côn Đảo. BNN khen ngợi siêu tàu Thăng Long của Việt Nam là một tuyệt tác kỹ thuật có thiết kế hiện đại, tự hào với các tính năng tiên tiến, hứa hẹn sẽ thay đổi trải nghiệm du lịch trên tuyến đường biển đang được nhiều du khách lựa chọn này. Cũng theo mạng tin tức ở Hồng Kông, sự thoải mái và an toàn của hành khách là điều tối quan trọng trên tàu Thăng Long. Ba boong chính của tàu được thiết kế tỉ mỉ với khoang VIP ở boong 1 và khu ngồi chung ở tầng 2 và tầng 3, trong khi tầng 4 có khu vực phục vụ cà phê. Để đảm bảo an toàn, con tàu được tích hợp các tính năng cải tiến như cửa kín nước, bơm hút và thiết bị chống ngập, đảm bảo tàu vẫn nổi và an toàn ngay cả khi hai khoang bị thủng. Hơn nữa, ghế VIP được bọc da, toàn bộ trang bị trên tàu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế dành cho tàu cao tốc do Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO quy định. Khi ra khơi, tàu Thăng Long hứa hẹn sẽ mang tới một chuyến đi biển nhanh, an toàn và thoải mái hơn. Với thiết kế và công nghệ hiện đại, con tàu này không chỉ là thành tựu nổi bật của ngành hàng hải Việt Nam mà còn là bước nhảy vọt trong việc kết nối các điểm đến và tạo ra những trải nghiệm du lịch đáng nhớ cho du khách, BNN nhận định. Một thế lực không thể xem thường. Có thể nói, từ năm 2020 đến nay, ngành đóng tàu của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đang từng bước khẳng định mình trên trường quốc tế. Theo báo cáo nghiên cứu công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2023-2032 trên Research and Markets, nền tảng cơ sở dữ liệu nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Nhìn chung, thị phần của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây với sự hỗ trợ của nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững cùng chuỗi công nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ phát triển.
Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trên cả nước hiện có 97 nhà máy đóng tàu với trọng tải từ 1.000 DW trở lên và có 68 nhà máy đóng mới sửa chữa tàu thuyền. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đóng mới lên tới 2,6 triệu DWT một năm. Riêng về nhà máy Z189, hãng tin Sputnik đã cho biết, ngoài tàu cao tốc, nhà máy còn đóng hàng chục tàu, hàng trăm xuồng tuần tra, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đồng thời tạo ra hàng vạn tấn kết cấu kim loại, gần 100 tàu và trên 1.000 xuồng các loại, cung cấp cho thị trường trong nước và ngoài nước, cũng như phục vụ xuất khẩu. Các sản phẩm made in Việt Nam của nhà máy đã được xuất sang các thị trường châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và châu Á. Theo thông tin giới thiệu trên website của doanh nghiệp cho biết, hiện nay nhà máy Z189 sở hữu công nghệ nâng hạ tàu bằng hệ thống sàn nâng Rolls-Royce của Mỹ, có sức nâng hơn 3.000 tấn cùng nhiều công nghệ khác. Điều này đã phần nào cho thấy ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang được đầu tư mạnh để cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao. Theo hãng tin Nga, khi nhận định về năng lực đóng tàu của Việt Nam bên lề triển lãm VMOX diễn ra vào tháng 7 năm 2023, ông Kenny Yong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Fireworks Trade Media đã nói rằng ngành đóng tàu Việt Nam đang nổi lên như một thế lực cạnh tranh không thể xem thường. Tiềm năng cho thị trường đóng tàu của Việt Nam là rất lớn, ông Yong nhận định, đề cập tới các lợi thế của Việt Nam là vị trí địa lý chiến lược, đường bờ biển dài cùng lực lượng lao động lành nghề. Cùng bàn về tiềm năng của ngành đóng tàu Việt Nam, báo cáo về ngành công nghiệp đóng tàu tại các thị trường châu Á mới nổi của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải INSEP, trụ sở tại London, nước Anh, đã cho rằng ngành đóng tàu Việt Nam có hướng phát triển riêng biệt so với các quốc gia mới nổi trong khu vực. Sự tham gia của các công ty liên doanh và các chính sách đầu tư quan tâm của nhà nước đã thúc đẩy ngành đóng tàu của Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, INSEP nhận định. Có thể nói, trong nền kinh tế hiện đại, việc không làm nổi con ốc vít thường được nhắc đến như một biểu hiện của sự hạn chế trong sản xuất và công nghiệp của một quốc gia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nó không còn phù hợp với Việt Nam nữa. Người Việt đã chứng minh rằng sự sáng tạo và nỗ lực không giới hạn của họ có thể vượt qua mọi rào cản. Trong một biến đổi đầy ngạc nhiên, việc người Việt chế tạo thành công siêu tàu cao tốc hiện đại là một bước tiến vô cùng lớn, thể hiện trí tuệ và nỗ lực của người Việt trên con đường trở thành thế lực lớn nhất thế giới. Có thể nói, sự kỳ diệu của sáng tạo và khả năng thích ứng của người Việt chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những kỹ sư, những nhà thiết kế tài ba của Việt Nam. Sự thành công này không chỉ là một minh chứng cho khả năng sáng tạo của người Việt, mà còn là một sự khẳng định đánh thép rằng với người Việt Nam thì không có gì là không thể. Chúng ta hãy cùng tin rằng, mặc dù có những thách thức nhưng với ý chí và sự sáng tạo, không có gì là không thể với người Việt Nam và tôi tự hào là người Việt Nam. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.